Hello, kênh Tôn Ngộ Không Hà Nội xin chào tất cả quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật nhiều niềm vui. Và hôm nay, như quý vị thấy, đây là một bộ trang phục Tề Thiên Đại Thánh. Chúng tôi đang chuẩn bị đóng gói để gửi đi cho một quý khách. Và bây giờ chúng tôi sẽ quay lại xem cái bộ trang phục này gồm có những gì các bạn nhé. Rồi, đầu tiên không thể thiếu đó chính là quần áo. Đó, quần áo rất đẹp các bạn nhé. Đó, quần áo, áo choàng hai lớp. Đó, rất đẹp. Đó, đây. Đó, từng cái đường thêu rất là đẹp, tỉ mỉ. Đó là quần áo, tất cả về quần áo nha. Rồi, tiếp theo chúng ta có đôi giày. Giày rất đẹp, đế rất là dày dặn với rất nhiều đủ các loại size. Tiếp theo nữa chúng ta có những gì đây? Không thể thiếu đó là mặt nạ. Mặt nạ ba mảnh các bạn nhé. Mặt nạ ba mảnh rất đẹp. Đó. Lông này, đó. Và chúng ta có gì nữa đây? Cái mũ. Mũ rất đẹp các bạn nhé. Đây. Đó, các bạn thấy chưa? Mũ có khung nhá, có khung để cho các bạn đội sẽ không bị rớt. Đó, đây là mũ có khung. Rồi, tiếp theo là những phụ kiện. Đó, đây là găng tay, đôi găng tay phụ kiện. Đây là lông công này. Đó, đây là lông chỉ này. Đó. Đó, đây là chân để cắm lông này. Đây là cái này để nối gậy nhé. Gậy đây các bạn nhé. Đó. Gậy đây. Gậy sẽ được chia làm đôi. Đây là cái để trùm đầu này. Vòng kim cô này. Đó. Tặng gậy ảo thuật này. Tặng đến lược này. Đó. Đấy, đây là toàn bộ bộ trang phục Tề Thiên Đại Thánh. Để chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn một vài hình ảnh để các bạn hình dung khi mặc trang phục lên sẽ như thế nào các bạn nhé. Còn bây giờ xin chào các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.